Và công việc kết thúc thì ông Việt gửi đến chú chị câu giọng cổ được mang tên Dương Quý Phi, xin cô chú chị cùng lắng nghe. Vì một chữ tình mà chiếc chúa đổi ngôi, vì một nhan sắc mà sơn hà nghiêng ngửa. Dương Ngọc Hoàng ơi, mi sẽ là người của tôi. Cao xanh ơi, làm sao tôi gánh nổi biển miền trần ai, làm đôi thay nghiêng ngửa một dương trường. Vừa bên tình bên nghĩa nặng quằn quại. Yeah.